tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 7, từ câu 15 đến câu 20. Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ xin hoa quả nào thì họ biết họ là ai. Ở bụi gai làm gì có nho mà hái, trên cây giăng làm gì có vả mà bẻ. Nên hễ cây tốt thì xin quả tốt, cây xấu thì xin quả xấu. Cây tốt không thể xin quả xấu, cũng như cây xấu không thể xin quả tốt. Cây nào không xin quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ xin hoa quả nào thì biết họ là ai. Suy niệm: Chúa Giêsu dựa vào kinh nghiệm sống đời thường để giáo huấn các môn đệ của Ngài về cách sống thật của môn đệ. Ngài rất thường chỉ trích lối sống giả hình, tưởng vậy mà lại không phải vậy, của những người biệt phái, những kinh sư. Chúa Giêsu không muốn những người đi theo Ngài có một kiểu sống giả trá, dối lừa cả Thiên Chúa và anh em khi mà lòng dạ của sói dữ, như bộ dạng lại là chiên ngoan. Sự dối trá trong lối sống cũng những ngôn sứ giả này cũng chính là sự dối trá mà ma quỷ vẫn thường dùng để đánh lừa và lôi kéo con người phạm tội. Nhưng cho dẫu sự tinh vi xảo trá của ma quỷ hay con người có tính khéo đến đâu, thì cuối cùng bản chất của gian dối vẫn bị lộ diện và bị kết án. Ngày hôm nay có nhiều người Kitô hữu, và đôi khi có cả chúng ta nữa, cũng có thể đã từng hoặc đang là những ngôn sứ giả. Chúng ta đã hay đang không làm sáng lên bản chất và vẻ đẹp của một chứng nhân, của một Kitô hữu. Chúng ta mang danh Kitô hữu nhưng lối sống đôi khi dường như phản ngược lại. Nhiều lần chúng ta đến nhà thờ nhưng chỉ với một cái xác, chẳng nói lên hay biểu tỏ được sự thờ phượng Thiên Chúa đúng nghĩa. Chúng ta dành rất nhiều thời gian để tán gẫu, nhắn tin với bạn bè hàng giờ trên mạng xã hội, nhưng lại không có nổi 5 phút mỗi ngày để tạ ơn Chúa hay để cầu nguyện riêng với Ngài. Chúng ta tự hào mình là Kitô hữu, nhưng chúng ta không thực hành sống đức tin cách trung thành. Chúng ta sống niềm tin nửa vời, theo kiểu phong trào, lễ hội, chứ không là những chứng nhân của Đức Kitô. Chúng ta hô hào, nói nhiều về yêu thương, nhưng chúng ta rất dễ dùng những lời cay độc để làm tổn thương người khác, không muốn kiểm soát những cảm xúc bất ổn của mình với tha nhân. Chúng ta hô hào hy sinh, làm việc bác ái, nhưng chúng ta lại dễ nổi khùng khi sự an toàn bản thân hay những tư lợi cá nhân bị đe dọa bởi chúng ta ngại phải hy sinh chính mình. Chúng ta kêu gọi công lý, sự thật, nhưng rất nhiều lần chúng ta cũng đối xử bất công với tha nhân khi làm tổn thương họ với những xảo ngôn và biện hộ dối trá, hay trả lương bất cân xứng với sức lao động mà anh em phải bỏ ra. Hôm nay, chúng ta phải đặt mình trước mặt Chúa và cực vấn bản thân, nhìn cách tôi sống, người đời có nhận ra tôi là Kitô hữu hay không? Để rồi, người đời sẽ xem quả chúng ta sinh ra, họ sẽ biết chúng ta là ai.